sau Hương Giang, người ấy là ai tiếp tục đón chào thêm một nữ chính là người chuyển giới? Nữ chính tập 7 Người ấy là ai mùa 3 sẽ là một bất ngờ lớn đối với khán giả. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang từng được mời vào ngồi ghế nữ chính ở hai tập cuối Người ấy là ai mùa 1. Thời điểm đó, Hương Giang liên tục nhận được tín hiệu từ Khánh Ngô, chàng trai từng nấu mì cho cô ăn, nhưng cuối cùng, hoa hậu lại trao hoa cho hot boy Huy Trần. Tiếc thay, Huy Trần lộ diện với tấm bảng màu đỏ, nên Hương Giang chưa thể có một cái kết trọn vẹn cho mình lúc đó. Bẵng đi một thời gian, người ấy là ai tiếp tục mời nữ chính là một người chuyển giới và cô gái này sẽ xuất hiện trong tập 7 mùa 3. Hương Giang chia sẻ, đây là lần đầu tiên có một người chuyển giới ngồi vào ghế nữ chính của chương trình mình đúng không? Thì Trấn Thành lập tức nhắc khéo, người thứ hai, em, ý chỉ Hương Giang là người đầu đó. Hóa ra Hương Giang quên mất, mình từng làm nữ chính chỉ vì em cứ nghĩ em là một hoa hậu xinh đẹp thuộc top đầu Việt Nam, chứ em không nghĩ em. Chân dung nữ chính tập 7 mùa 3 sẽ được hé lộ trong thời gian sớm nhất.